Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Liệu rằng bốn người ở đây, ai mới chính là Sammy, mới chính là bạn gái của Phong Cận? What? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Với lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Dạo này mình lại cười thế nữa hả? Sao dạo này mình học ở đâu ra cái giọng cười này mà mình cứ cười là mình sẽ cười như vậy bạn ạ? À. Trời ơi, không hiểu luôn á. Ok, thì ngày hôm nay như bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video ngày hôm nay mình sẽ làm một video để cho mấy bạn fan đoán thử coi liệu rằng trong bốn người ở đằng sau lưng của mình ai mới chính là Sammy thật. Đây bạn xem nè, đây, người đầu tiên là số 1 nè, nhìn y hệt Sammy luôn, số 2 nè, số 3, số 4. Trời ơi, người nào cũng đang mặc trang phục của Sammy hết nhưng đã bị che mặt lại cho nên mình không biết rằng ai mới chính là Sammy thật. Cho nên bạn hãy xem video và hãy giải mã giúp cho Phong để con coi ai mới là người thật nha bạn. Ok, được rồi. Vậy okay. Bây giờ bốn người ai mới là người thật nha? Thôi được rồi. Trời ơi, y như cái chợ luôn các bạn ơi. Đúng thiệt, một mình Sammy thôi tôi đã đau đầu lắm rồi. Bây giờ đến tận bốn Sammy luôn. Thôi được rồi, bây giờ để tìm ra được cái người mà Sammy thật là ai á, thì trước tiên tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa ăn thật là ngon lành ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ qua bên kia để tham gia những cái trò chơi mini game ở bên kia để tìm ra người thật. Đồng ý không? Được rồi. Trời ồn ào. Rồi, xin giới thiệu mọi người. Ở đây tôi có một cái bàn đồ ăn. Thì ở chỗ này tôi có món pizza nè, hủ tiếu nè, sushi nè, trái cây với lại gà quay. Xin mời mọi người, chọn thoải mái nha. Đây, tôi chọn sushi. Ok. Tôi chọn pizza nè. Rồi, lấy đi, Mọi người cứ lấy nha, Ok. Ôi, rồi. Đây, pizza của tôi. Được rồi. Ok bạn ơi. Mấy bạn tưởng rằng là mình đưa đồ ăn cho những người này là chỉ đơn giản là cho họ ăn thôi sao? Không đâu. Mình đã tìm ra được cái cách để có thể tìm ra được Sammy thật là ai bạn ạ. Bạn xem mình đi nha. Được rồi mọi người ơi. Ủa không ăn gà quay hả? Vậy thôi cái này cho tôi nha. Được rồi. Chắc tôi hỏi là số 1 ăn gì vậy? Số 1. Tôi là cực kỳ sao pizza, tôi chọn pizza. Pizza hả? Ok, cảm ơn số 1. Đây pizza của số 1 nè. Rồi số 2 ăn gì vậy? Số 2. Tôi ăn gọi là gì ta? Mì tôm đó. Mì tôm hả? Đâu mì tôm đâu? Ồ, ngon quá ta. Rồi ok, mì tôm của số 2 nè. Rồi số 3 ăn gì vậy? Số 3. Tôi quan tâm tới body sức khỏe nên tôi ăn trái cây đó. Ồ, ăn trái cây. Trời ơi, sao từ tôi nghe cái giọng số 3 tôi thấy quen ta. Hình như cái giọng này quen lắm nè, tôi nghe ở đâu rồi. Ok, thôi được rồi. Trái cây là của số 3 nè. Còn số 4 ăn gì vậy? Số 4 nha. Số 4, tôi ăn sushi. Một cái món ngon nhất thế giới luôn đó. Số 4 là ăn sushi hả? Ok, cảm ơn số 4 nhiều nha. Thôi được rồi bạn ạ. Vậy là coi như mình đã tìm ra được ai mới chính là Sammy giả mạo rồi. Xin mời bốn người tập hợp lại vị trí đứng hồi nãy giúp tôi nha. Ok. Ủa vậy cho mà biết luôn hả? Đã vậy. Ủa sao thì mình thông minh vậy? Đừng vậy. Ủa vậy ta? Tôi đã phát hiện ra người giả mạo. Và bây giờ tôi sẽ công bố người giả mạo đó chính là... Tình 1, 2, 3. Đó chính là số 4. Cái gì vậy? Tại sao lại là tôi? Số 4 à, bạn đã mắc một sai lầm rồi. Khi bạn giả mạo người khác thì bạn phải tìm hiểu coi người ta như thế nào. Sammy là một người bị dị ứng cá, cho nên chắc chắn Sammy sẽ không thể ăn cá được. Mà sushi thì được làm từ cá. Bạn hãy mau mau cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn là ai? Bạn là ai? Số 4 là ai? Thì ra chính là cá mui. Trời ơi, thấy chưa, tôi biết ngay mà. Sammy là một người bị dị ứng cá cho nên không thể nào ăn cá được. Ủa mà mui em, mui không biết điều đó hả? Sao tự mui lấy sushi? Không, chị quên, Sam ơi, ăn cá đi Sam. Tôi không có ăn cá, tôi dị ứng cá. Tôi dị ứng cá mà trời ơi, tôi ghét cá. Đúng rồi, trời ơi, người ta dị ứng cá mà sao ta ăn được. Thôi được rồi, xin chia buồn cùng ca mui nha. Vậy là ca mui chưa gì mới màn 1, mui thua rồi. Mui chơi game gì, mui cũng báo hết trơn. Mới xíu thôi, gì cho ngày này nha, không phải đánh nha. Thôi, được rồi, bây giờ thế này nha. Được rồi, xin chia buồn cùng mui đi chỗ khác giùm em đi. Rồi, trời ơi, mui báo quá. Ok, bây giờ mình dẹp mấy cái bàn vô nè. Rồi, mui ngồi ở đây ăn bánh uống nước để muốn em nha mui. Ok. Phong ơi, ông đi ra đây, Sam nó nghe nè. Gì Sam? Sam cho tí kim cương nè. Nhớ chọn Sam nha. Ồ, vậy hả?
trời ơi, chưa gì mà tôi thấy yêu bạn Sam số 3 ghê luôn các bạn. Chọn gì nữa. Ok, được rồi, mời ba bạn qua đây với mình. À, trời như những cái trò chơi mà mọi người thường hay chơi của những thành viên khác thì chắc bạn cũng biết chỗ này là sẽ là chỗ bắt cua đúng không? Nhưng mà không, lần này tôi sẽ cho mọi người đua xe. Tại vì Sammy là một racing girl thật thụ. Gì vậy? Sammy là một racing girl. Ủa, tôi có bạo lực gì hết ta? Có gì hết ta, tôi hiền mà. Một vậy á, bảo tôi vậy là sao vậy? Đây đây mọi người. Hiền gần chết. Để tôi xíu tôi lấy cái xe cho mọi người. À đây cái xe đây, đây. Đây cái xe lấy racing girl nè, hơi bị ngầu nha. Đó. Xe gì đâu mà ba bánh gì sao mà bắt đầu được. Lại tôi có xe hai bánh rồi tôi bắt đầu cho dễ. Thôi được rồi, bây giờ nè xin mời số 1 lên trước đi. Số 1 lên trước đi. Số 2 xuống rồi, số 2. Số 2 ngẩn quá. Cái nhiệm vụ của số 1 á là phải đua xe mà chạy làm sao mà tưng qua bên đây nè, xong nhảy qua đây rồi qua đây, sau đó qua đây, qua đây, qua đây và sau đó là qua bên chỗ này. Hiểu không? Sau đó chạy thẳng qua kia. Trời ơi Phong cực đừng lo, tại vì tôi là Sammy Real nên là tôi biết được là tôi nhảy được cho mà xem, nhìn tôi bắt đầu mà xem nè. Rồi. 1 2 lên. Rồi, cố lên. Ôi giời ơi. Yeah. Ghê thiệt. Đó mấy bạn ơi. Ghê à mà khoan, từ mình quên nói, cái này là Sammy chỉ thích làm racing girl trong game thôi chứ không được racing girl ngoài đời thật nha các bạn. Ok rồi. Lại nè, xin mời Sammy số 1 làm lại. Làm lại thêm lần nữa. Đúng không? May quá bạn ngon. Đây, tôi sẽ đi chậm lại. Đó, tôi đi chậm lại. Đó. Đúng rồi, chậm thôi. Thôi, từ. Trời ơi, bà này á, không phải là Sammy Gill đâu. Tôi mới là Sammy Gill. Trời ơi, nhìn cách chơi thì thấy biết rồi. À, vậy hả, số 3. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho số 3 thử nha. Ok, là số 3 thử số 3. Số 3 quá, số 3 ngay giữ cho số 3. Tôi mới riêu nè. Mấy chế nhìn tôi nè, mấy chế nhìn tôi chơi nè. Rồi, để coi số 3 thể hiện nè các bạn. Đó, trời, số 3 thể hiện quá đỉnh luôn. Để coi, tiếp nè. Số 3 thể hiện, tiếp nè. Ủa, số 3 gì vậy? Đúng rồi, số 3. Chuyên nghiệp, tâm. Ui, ghê vậy? Ôi, chuyên nghiệp quá, lui xe các kiểu luôn, quá chuyên nghiệp luôn bạn ơi. Rồi, tiếp. À, như nè. Đâu? Quá chuyên nghiệp luôn. Quá chuyên nghiệp luôn. Trời ơi. Sam số 1 ơi, tôi nghĩ đây là phong cảnh fake. Sao mà đi được này anh ơi. Trời ơi. Chơi cái trò racing girl này được. Ủa cái gì? Cái này chỉ là chơi trong game thôi. Chừng nào tôi bắt Sam đua xe ngoài đời thật đi. Đây nè, tôi làm cho mọi người nè. Mọi người không biết vậy chứ. Để coi tôi làm mẫu. Để coi ông làm được không? Tôi làm được. Rồi ok. Tôi làm mẫu cho mọi người nè. Đây mọi người nhìn tôi nè. Cái này cũng dễ à, tại vì nó có bức tường nó chặn lại hết rồi cho nên mọi người sẽ không lo bị văng ra ngoài đâu. Đây lui xe lại. Mới văng nó luôn á, mới văng số 3 xuống á. Thôi, đó thấy không? Ủa, chỉ cần thẳng thôi, chứ đi thẳng thôi, đừng có quẹo gì hết. Mát phục mát luôn. Thôi, đó, đơn giản mà bạn thấy không? Bạn thấy mình đơn giản không bạn? Đó, lui nè. À, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp gì ta? Phải chuyên nghiệp vậy. Racing boy xe ba bánh. Trời ơi, mình phải chuyên nghiệp vậy thì mình mới lái xe mình chở Sam đi ăn được chứ. Ok, được rồi. Trời ơi, chở tôi đi ăn. Ủa, té đâu? Ủa, xuống xe lui lại. Rồi, giờ cho các ba người cùng đua lần đi. Trời ơi, không lắc không? Ba người cùng đua lúc nữa đi. Ok. Rồi, chị em mình ai rớt thì không biết nha. Đó, được chưa? Bây giờ ai bị té là người đó, nên là người đó là giả mạo à. Đúng rồi. Ok. Không cần đây là giả mạo. Cẩn thận nha. Cố lên. Đây. Sammy đầu tiên qua đường rồi nè. Sammy thứ hai, cố lên. Tôi nói rồi, tôi là dân guild mà. Đây. Rồi, một Sammy ra xuống dưới rồi. Ok, Sammy số 2 và Sammy số 1 vẫn còn được. Ủa sao tôi... Rồi, được rồi, tôi biết rồi. Sau đó nó có cái chỗ trắng vậy, ảo ma vậy. Sao mà rơi hết trơn rồi các bạn, gì kỳ vậy? Trời ơi. Không được, chứ gì chạy khó. Giờ mất khổ. Ê, tôi về rồi mọi người ơi, tôi về rồi. Về đâu? Tôi về rồi đây. Ủa? Tôi về được rồi. Yeah. Đó. Wow. Ủa, sao Sammy này lạ vậy? Tôi về. Vô diễn, tôi quay lại đây, tôi bắt qua lên, nhìn nè. Rồi, đâu? Bắt cua chỗ nào? Trời ơi trời. Thôi được các bạn ơi, coi như là Sammy à, kỳ này là đua xe. Là... Ủa xe nó to rồi xe. Văng 10 mét luôn.
Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ qua đây đi, bây giờ qua đây đi. Mấy người không đua được bên đó, tôi cho mấy người qua đua bên đây. Rồi, ừ, các bạn ơi, coi như là màn này cả ba người đều không qua được, cho nên mình không đoán được là ai hết. Dễ quá, dễ quá, ai qua được. Phong ơi. Sao mà, sao mày Sammy số 3 cho mình tương hoài á? Đừng có lội tôi nha, tôi chơi dở nhưng mà đừng có lội tôi nha. Ôi trời ơi. Ok, Sammy số 3, ok, rồi, ok. Chỗ này thì khác nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ lái xe, chúng ta chạy bên cái vòng tròn bên kia. Mọi người hiểu không? Đó, ok. Hiểu, rồi, cho ba cái xe luôn đi. Cho ba cái xe đi cùng lúc, người ta rớt thôi, xui. Hiểu không? Ok, ok, đây, tôi đặt cái xe cho. Né, mọi người ơi. Nè. Con này nhìn thấy cũng dễ á, cũng không khó lắm đâu mọi người. Yên rồi, tâm. Người đầu tiên lên đi, người đầu tiên lên. Rồi, à, chạy, bắt xong. Đầu. Rồi, vô một đường thẳng. Ủa? Chơi xe đâu, nhanh ông xe, chậm lắm đi không qua được đâu. Đi đi chậm lắm. Cười quá. Từ từ, có cái xe nào xịn hơn không? Giờ nãy tôi thấy có cái xe bự bự, cái xe xe gì vậy? Giờ dùng lại cái xe này đi. Để tôi nha, đi ra nha. Đây. Rồi, qua nè. Dừng chơi, cố lên. 2, 1. Được. Để lấy đà xíu. Đúng rồi, lấy đà. Rồi. Rồi. Ôi. Số 3 đẳng cấp. Được, rồi ok. Đây. Người tiếp theo lại, tiếp theo lại. Bây giờ chứ. Đây bây giờ chỉ còn tụi mình thôi. Bây giờ số 2 leo đầu tôi được không? Từ điều kiện. Hình như không được. Thôi. Số 1 cứ qua trước đi, số 2 tôi được, số 2 qua sau. Rồi. Rồi ok. Rồi, cái gì vậy số 1? Nè, chuẩn bị nha. Rồi, số 1. Cố lên số 1. Hay quá. Ôi, hay quá. Hay. Ok. Còn số 2, chứ tôi thấy số 2 tội nghiệp quá. Số 2 bắt đầu quá. Cho xin gọi là cái chỗ. Đây, số 2. Cho xin cái chỗ để mình đi lên được không ạ? Dạ, số 2 để tôi xíu, để tôi đặt ra cho. Trời ơi. Thiệt luôn á. Nãy fail của ông. Sao mà cái hành trình tìm ra người bạn gái thật của tôi cảm thấy nó khó khăn quá bạn ơi. Ông không cần phải đi tìm đâu, tại vì nãy giờ ông cũng thấy là tôi đưa cho ông kim cương á, tôi thiệt. Đâu ra. Ủa gì vậy? Chưa mà. Ủa? Chưa, trời ơi mày đợi. Trời ơi. Dễ vậy? Trời ơi. Không, cái tật ăn gian này mà thấy cũng giống Sam này nha, thấy cũng giống rồi đó. Ủa đâu ra trời. Sammy hay ăn gian lắm mấy bạn ạ. Ôi okay. Tôi thật thà, dễ thương, dễ tính gì mà nói chuyện. Tôi đây, tôi sẽ làm một lần cho mấy người coi thôi. Quá. Làm một lần chưa? Là một lần chưa? Một lần chưa? Trời ơi. Do ông đặt sao á. Chạy thẳng thôi. Chạy thẳng thôi, chỉ cần chạy thẳng thôi, bạn hiểu chạy không? Chạy thẳng rồi ơi, đừng có búa. Okay, rồi. Chạy thẳng. Ôi gì búa? Xe đâu rồi? Ủa? Ủa xe đâu ta? Cái xe trên đầu của bà. Cái xe trên đầu của bà kìa. Trời ơi. Thôi, tôi đặt cái xe khác cho. Vật quá à. Xe trên đầu đấy, cái xe đâu. Rồi, chỉ cần chạy thẳng thôi nha, chạy thẳng thôi. Ok. Vô à, tập trung à. Ủa, ảo vậy? Tôi thấy mệt mỏi quá. Đừng cho số 2 lấy xe qua đây luôn, đánh nhau đi, mệt quá. Thôi mệt quá, thôi rồi. À, bây giờ tôi hỏi số 1 với số 3 nè, là số 1, số 3 có đồng ý cho số 2 qua đây không? Cho thì tôi cho qua. Tôi đưa tiền cho ông luôn nè, đó. Đó, đừng có lội số 2 nha, tiền á, đừng lội. Gì cho quà vậy? Ok, được rồi, ok. Nhiều tiền mà, nhiều tiền. Xin mời số 2 qua đây. Ok. Yeah. Ok. Sau hai màn đua xe thì theo như mình thấy thì mình không đoán được ai là thật hết bạn ạ. Cho nên là bây giờ chúng ta đến với màn 3. Quá đỉnh quá, số 2 đua đỉnh hả? Quá đỉnh luôn. Rồi bây giờ đến màn 3 nè. Màn 3 chúng ta thì bình thường á sẽ là đấu kiếm đúng không các bạn, nhưng mà không. Lần này tôi cho đấu súng luôn. Này tôi xíu. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo, chính là màn đấu súng nha các bạn nha. Để coi ba Sammy này ai sẽ là người giành chiến thắng. Ôi Sammy kia là vừa lái xe vừa bắn súng. Thôi nó giỡn thôi chứ cái này không được đâu, phải có săn coi không? Ok, rồi chuẩn bị nè. Ba Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời, bắn nhau kìa. Ôi, bắn nhau căng thẳng quá. Ui, chơi hội đồng kìa. Ui, bắn kìa. Ôi trời ơi, rồi xong. Số 2 chết rồi. Rồi xong.
Trời ơi, tôi bảo tôi thích trò này rồi mà, nó có lý do của nó, dân chuyên nghiệp. Hay quá, số 3 ơi, số 3 đỉnh quá, trời mà, ơi. Tôi nói không nghe nè, hồi nãy á, tại vì thật ra là tôi thấy á, là cũng tội nghiệp số 1 với số 2 á, nên là cho hai bạn này có cơ hội chơi lại thêm dán nó đi, chứ này nhanh quá, sợ mày đánh khóc. Đâu kiếm máy rap được chứ, tôi cũng đúng kiếm sống rồi. Tôi thấy là bây giờ á là số 3 thắng nè, ok cho số 3 thắng đi. Bây giờ còn số 1 với số 2 nè. Số 1 với số 2 muốn đấu bằng cái gì nè? Kiếm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn chiến đấu giữa số 1 và số 2 nha các bạn nha. Số 3 vừa rồi đã chiến thắng rồi, cho nên là chỉ còn số 1, số 2 là phải đấu với nhau để tìm ra người chiến thắng. Ok. Được rồi, bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi bây giờ khoan, từ trước tiên là thi đấu cái gì cũng cần phải có cái sự lịch sự, em nói không, mọi người chào nhau cái trước khi đấu à. Konnichiwa. Rồi ok, chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Trời ơi, hai người nhào vô đánh nhau vô cùng căng thẳng luôn. Như bạn đang thấy thì hai bạn nữ chúng ta đang gọi là rất là hùng hổ lao vào nhau. Trời ơi, rồi xong, số 2 đã nằm xuống. Thật buồn quá. Trời ơi, số 2 ơi, tôi cứu bạn nãy rồi, tôi cứu bạn cái trận kia rồi, giờ bạn chơi trận này bạn cũng thắng nữa. Mày phế quá. À, được rồi. À, vậy bây giờ xin mời số 2 xuống đây cho bọn tôi biết bạn chính là ai nào. Xin mời bạn cởi mặt nạ ra. Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Nhưng mà Phong à, ông đã sai lầm cái lỗi tôi, bởi vì tôi chính là... Hả? Chẳng lẽ mình đã chọn sai sao? Hả? Tôi là Phong cần tiên nhiên. Ủa vậy? Ủa? Chết rồi. Vậy ai mới chính là Phong Cận Thật? Vậy chán nhau vậy? Ủa gì hả? Phong Cận vậy? Thôi rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với chiến đấu để tìm ra ai là Phong Cận Thiệt. Chiến đấu vậy? Tào lao. Tôi là... Ủa cái gì vậy? Ủa sao tôi là Phong Cận vậy? Cái gì vậy? Sao Phong Cận đây vậy? Ủa các bạn có Phong Cận vậy? Giả mạo, quýnh nó đi. Trời ơi, nó Phong Cận tôi là ai? Ủa cái gì? Ngươi chính là cái tôi kích nè, Sam nè. Trời ơi, giả mạo dễ sợ thật, quá ra là mấy người phết Phong Cận vô đây chơi. Hóa ra đó chính là người giả mạo mình các bạn à. Trời ơi thiệt, giả mạo mình để gì ta, để cưới Sammy, cuối cùng là chuyển qua làm Sammy. Ủa là sao ta, tôi thấy rối não ta. Hơi mâu thuẫn xíu. Hơi kỳ kỳ. Ôi cãi đi cãi đi. Thôi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trò tiếp theo. Tôi đau đầu quá. Trời ơi. Đi thôi. Trời ơi, yeah. Trời ơi, bây giờ loại hai người rồi. Tôi sắp có được anh Phong Cận đi gì rồi. Wow. Cái gì nghe ghê vậy. Trời ơi, tiếp theo là gì đây. Tiếp theo á sẽ là đến với trò chơi thi bây giờ chết rồi, bây giờ cái này cần 3 người thi lận. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy á, cần 3 người thi mà bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi. Thì làm sao mình có thể tìm ra được. Mặc dù là Sammy say cũng đẹp, nhưng mà Sammy cũng chưa đến mức là quá xuất sắc. Như vậy vẫn có thể là mình sẽ bị sai. Thôi rồi, mình có cách khác. Rồi mọi người đi theo tôi nè, qua đây. Đi thôi. Bây giờ tôi thấy nha, là số 1 với số 3 ai cũng hiểu tôi hết trơn các bạn ơi. Rồi qua đây. Rồi tôi xin giới thiệu mọi người, ở đây chính là hai cái block có lava ở bên dưới. Dạ, yeah, thì trước khi chúng ta đến với trò chơi này thì tôi muốn hỏi mọi người xíu. Số 1 bạn có biết món ăn tôi thích nhất là gì không? Món ăn Phong Cận thích nhất à? Tất nhiên tôi biết rồi. Là gì? Chứ là thịt bò. Thịt bò nướng. Ok, số 3 ơi, mình thích món gì nhất nè? Trời ơi, giờ tôi của bạn có cần tôi kể ra chi tiết luôn. Bạn thích nhất là bún thịt nướng, còn cái gì nữa? Trời ơi. Thôi. Thịt bò và bún thịt nướng, trời ơi, món nào mình cũng thích hết các bạn ơi. Hai Sammy này rất là hiểu mình luôn nha. Chết thiệt, khoan từ, mày còn câu hỏi nữa. Sammy số 1 ơi, tôi sinh năm bao nhiêu? Trời ơi, ông sinh năm 22 tháng 2, 2001. 2001, đúng rồi nè. Số 3 ơi, sinh nhật của tôi là ngày nhiêu nha? Trời ơi, sinh nhật của bạn tất nhiên là vào ngày 2 tháng 10, 2003, đó là sinh nhật của Kyron. Và sinh nhật của bạn là 22 tháng 2, 2000... Ok, cũng đúng. Thôi được, bây giờ á, Phong Cận số 1 và số 3 rất là tìm hiểu kỹ về tôi, cho nên tôi không đoán được ai mới là thật. Thôi được rồi, tôi có cách này. Bây giờ mọi người nhìn nè nha, ở chỗ này tôi có 2 block kim cương. Và bây giờ á, tôi sẽ lấy ở trong đây ra. Mời Phong Cận số 1 và số 3 lại đây xem
này nè. Ok, xin giới thiệu mọi người. Ở chỗ này tôi có một cái lắp kim cương bên trái và bên phải. Ở bên này á thì tôi sẽ để rất là nhiều kim cương ở phía trên. Đó. Còn ở bên trái tôi sẽ để một con mèo lên. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là bé Cam. Bé Cam. Bé Cam. Đúng rồi. Và bây giờ á tôi sẽ cho bạn số 3 lựa chọn trước là bạn muốn cứu bé Cam hay là cứu kim cương ở bên đây. Nếu bạn chọn kim cương thì tôi sẽ lấy kim cương đưa cho bạn. Còn bạn chọn bé Cam thì tôi sẽ lấy bé Cam đưa cho bạn. Nhưng chỉ được chọn một trong hai. Nếu như bạn chọn kim cương thì bé Cam sẽ bị rơi xuống lava. Còn bạn chọn bé Cam thì kim cương sẽ bị cháy xuống lava hết. Bạn chọn đi. Cái gì? Vậy mà cũng so sánh được hả? Bây giờ ở nhà kim cương nè, với lại là bé Cam, tất nhiên là tôi quý bé Cam hơn rồi. Nhưng đúng mà rồi. Ông biết sao không? Đây là Minecraft, nên là nếu mà bé Cam mà rớt xuống lava, bé Cam vẫn có thể hồi sinh được. Nhưng mà kim cương mà rớt xuống lava là coi như là mất hết luôn. Ủa trời ơi. Là kim cương. Tôi nói điều này không phải là tôi okay. Muốn kim cương bé Cam nha. Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi, được rồi. Ok rồi, mời số 1 vô vị trí, số 3 đâu ngoài đây. Ok. Đây. Số 1 chọn kim cương hay là bé Cam? Tất nhiên là bé Cam rồi. Trời ơi, bé Cam là một loại động vật quý hiếm mà tôi yêu thương. Bé Cam là nguồn sống của tôi, làm sao mà tôi không có bé Cam được. Trời trời. Nhưng mà nếu như bạn chọn bé Cam thì kim cương sẽ bị rơi xuống la da đó. Trời ơi, kim cương này tôi lấy của Phong Cận rồi, cũng có rồi à, có gì đâu. Rồi chứ lấy tiền của Phong Cận xong rồi đi mua đồ ăn cái bé Cam cũng được mà, có gì đâu đúng không? Ok ok, thôi được rồi, vậy thì mời hai bạn đứng vào vị trí. Xin chúc mừng hai bạn đã có thể vượt qua được màn cuối này. Và hai bạn ai cũng rất là hiểu tôi. Và tôi xin quyết định lựa chọn người thật, đó chính là số 3. Bạn đã bị loại. Tôi biết mà. Bạn đã bị loại. Hả? Đập kim cương rơi xuống lava luôn. Đã. Dùng kim cương sao mà sao mày lại dùng kim cương vậy? Nó quý lắm đó. Trời ơi. Tại vì á, bé Cam á chính là thú cưng của Sammy và Sammy sẽ không bao giờ bỏ bé Cam. Xin chúc mừng số 1, bạn chính là thật đúng không? Bây giờ tôi sẽ lột mặt nạ ra để coi đeo vậy Sammy đào không nha. Tôi chính là Sammy đào. Hello. Thấy chưa, mấy bạn thấy chưa, mình đoán đúng rồi nè Sammy, thấy chưa, trời ơi. Ủa, vậy từ, nếu tôi là Sammy thật, còn đây là ai? Đây chính là kẻ giả mạo chứ còn ai nữa. Ai vậy? Chị cười ghê vậy. Phụng Cận TV, không ngờ là bạn có thể gọi là tìm ra được gọi là Sammy nào thật sự. Thật ra, tôi chính là... Để mình nói cho bạn nghe cái này nè. Thật ra mình đã đoán bạn chính là kẻ giả mạo từ đầu video rồi, bạn biết tại sao không? Tại vì á, Sammy còn lâu mới cho tôi kim cương. Sammy chỉ có lấy kim cương của tôi thôi. Tôi phải để dành quỷ đen cũng chết luôn á. Chứ đâu mà cho tôi kim cương. Trời ơi, vậy đâu. Mình tưởng đâu cái điều đó sẽ giúp mình gọi là vượt qua được, ai ngờ ngại mình như vậy đâu. Chứ bạn là ai? Vậy rốt cuộc thật ra, người là mình ai? Mình chính là cái con gamer. Wow, bạn thân của tôi. Trời ơi, hèn gì. Yeah, hèn gì, các bạn thấy không? Hai người ai cũng hiểu mình hết trơn á. Hèn gì, trời ơi, thiệt luôn á. Tôi thiệt. Ai, tôi khó phân biệt hàng gì. Ok, mà không sao, cuối cùng tôi vẫn chơi được cái màn cuối, đó chính là chọn bé Cam hay là kim cương. Thì cái Don đã chọn kim cương. Trời, cái Don tham lam quá, mấy bạn nhớ dislike video cái Don nha. Chúng xem video cái Don. Ác dễ sợ, ngán vừa. Ai đâu mà ác vậy? Giỡn. Cái này gì? chỉ là cái Don giỡn thôi nha các bạn, chứ không phải thiệt đâu. Cái Don cũng thương bé Cam lắm nha. Đó, mấy bạn thấy coi video, bạn thấy cái Don hay đánh bé mưa là bạn cũng hiểu là cái Don thương yêu động vật rồi. Đó. Rồi, ok. Rồi, ok. Thôi giỡn thôi các bạn. Ok, còn bây giờ mình đã tìm được Sammy thật sự rồi. Và có bạn nào đó được Sammy thật là ai hay không, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Are the king, hello team, hello team.